Xin chào các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi là bình luận viên của trận đấu. Giờ thì chúng ta hãy hướng về sân bóng thôi. Trận đấu sắp được bắt đầu rồi. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong trận đấu hôm nay. Chào anh. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi Kinaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Upamecano. Xuất trận Đức Huy, Quang Hải, Nguyễn Ngọc Hải. Một pha treo bóng, một tình huống can thiệp rất đúng lúc. Dứt điểm. Pha xử lý rất cầu thả, định trọng. Một thẻ vàng, không quá bất ngờ khi trọng tài đã rút thẻ với tình huống phạm lỗi nguy hiểm như thế này. Với vị trí như thế này thì nhiều khả năng sẽ là một quả treo bóng vào vòng cấm. Và những cầu thủ có thể hình và sức dướn sẽ gây không ít khó khăn cho thủ môn. Như vậy là lưới đã rung lên. Vào! Như vậy là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Một cú dứt điểm rất tuyệt vời. Pha bóng thể hiện đẳng cấp rất cao của cầu thủ này. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Chúng ta có thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Phối hợp khá đơn giản. Rất tốt. Rất bình tĩnh. Đường chập khe. Trên thực tế thì đôi khi tấn công lại là một cách phòng thủ rất hữu hiệu. Đức Huy, định trọng. Upamecano. Đức Huy. Giữ bóng rất tốt. Không được. Đường chuyền chuẩn xác. Quang Hải. Cơ hội. Di chuyển vào trong vòng cấm. Phối hợp khá đơn giản. Đi bóng rất tự tin. Cơ hội để phản công. Công Phượng. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Phối hợp khá đơn giản. Đường chập khe. Một cú sút. Không được. Đường chập khe. Pha đi bóng rất quyết tâm. Đây có thể nói là một cơ hội rất tốt để họ có được bàn thắng. Một pha tấn công rất tốt và bàn thắng đã đến. Đó là kết quả của một tình huống được dàn xếp rất hay. Cầu thủ này đã làm rất tốt nhiệm vụ mà các đồng đội đã giao cho mà không mắc phải một sai lầm nào. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn.
Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến, bởi khoảng cách đã là 2 bàn rồi. Khi mà mùa giải đã đi tới giai đoạn quyết liệt thì việc thiếu vắng một số những trụ cột sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định cho toàn đội. Việc huấn luyện viên sử dụng xoay tua một cách linh hoạt các cầu thủ dự bị sẽ có quyết định không nhỏ tới thành công của đội bóng. Quế Ngọc Hải. Upamecano. Đức Huy. Đức Huy. Sút xa. Pha phối hợp không thành công. Một đường chuyền dài. Pha phản công. Phối hợp khá đơn giản. Dứt điểm. Với những con người như thế này, vận hành trong lối chơi tấn công vô cùng hợp lý, bàn thắng đã đến là một điều tất yếu. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Cho tới năm 2013 thì Messi là cầu thủ đầu tiên giành được 4 quả bóng vàng liên tiếp. Đó là một thành tích mà rất khó để các cầu thủ sau này có thể làm được. Tình huống chưa bóng vào trong. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Chắc chắn 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên của đội khách cũng sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Cú sút không được chú ý. Đoàn Văn Hậu. Upamecano. Nguyễn Ngọc Hải. Đọc tình huống rất tốt. Xuất chưa? Cơ hội. Những pha bóng lốp cho nhau rất chắc chắn. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Việc chơi lấn lướt và tạo sức ép lên khung thành đối phương là điều rất cần thiết. Không sử dụng những đường chuyền bóng dài. Trong thời điểm hiện tại thì việc duy trì những đường bóng ngắn và chuẩn xác sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn cho lối chơi của họ. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Xuất chưa? Cần phải có những đường chuyền mang tính đột biến để phá vỡ thế trận bế tắc như thế này. Chuyền bóng tốt. Mất bóng rồi. Quyết định thay đổi người là hoàn toàn chính xác khi mà cầu thủ này đang cho thấy được sự quá tải. Upamecano. Tình huống nguy hiểm. Thank you.
một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Như vậy là cầu thủ này vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Dứt điểm. Vâng rồi, như vậy là lưới đã rút lên. Với những con người như thế này, vận hành trong lối chơi tấn công vô cùng hợp lý. Bàn thắng đã đến là một điều tất yếu. Tất cả khán giả trên sân lúc này như đang vỡ òa. Một bàn thắng có thể nói là rất quan trọng. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Với một thế trận cởi mở như thế này thì việc có nhiều bàn thắng là một điều dễ hiểu nếu các cầu thủ biết tận dụng tốt những cơ hội của mình. Chuyền bóng sang cánh đối diện. Upamecano. Cơ hội tấn công. Dứt điểm đi. Chỉ một chút nữa là thì bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Với một kết quả bất lợi như thế này thì họ sẽ phải tấn công nhiều hơn ở những phút tiếp theo. Khi mà mùa giải đã đi tới giai đoạn quyết liệt thì việc thiếu vắng một số những trụ cột sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định cho toàn đội. Việc huấn luyện viên sử dụng xoay tua một cách linh hoạt các cầu thủ dự bị sẽ có quyết định không nhỏ tới thành công của đội bóng. Sẽ có một tình huống ném biên. Đường trong khe. Tình huống nguy hiểm. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Xuất chưa? Cơ hội dứt điểm. Rất bình tĩnh. Cơ hội dứt điểm. Thủ môn đã buộc phải đấm bóng giải nguy. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quebec để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng.